còn chấp nhận đánh đổi, Tô Lâm vẫn chưa đạt tới sức mạnh tuyệt đối. Tô Lâm là con người đầy tham vọng. Khi mới lên chủ tịch nước, Tô Lâm đã tham vọng kiêm nhiệm chức chủ tịch nước và bộ trưởng Bộ Công an. Thế rồi Phạm Minh Chính kết thúc tham vọng của Tô Lâm bằng cách đề nghị Quốc hội miễn nhiệm chức bộ trưởng, khiến cho Tô Lâm phải vất vả chiến đấu mới chám Lương Tam Quang vào được. Và hiện nay Tô Lâm vẫn muốn kiêm nhiệm tổng bí thư và chủ tịch nước, nhưng liệu ông có hoàn thành tham vọng này hay không? Nếu kiêm nhiệm chức chủ tịch nước và tổng bí thư thì phải chấp nhận sống chung với Lương Cường, một sản phẩm của ông Nguyễn Phú Trọng trong ban bí thư. Còn nếu muốn đẩy Lương Cường khỏi ban bí thư, Tô Lâm phải hy sinh chức chủ tịch nước. Rõ ràng trong hai trường hợp trên, Tô Lâm phải đánh đổi, không thể muốn cả hai mà phải chọn. Được A thì buông B và ngược lại. Khi Tô Lâm bị đẩy vào tình huống như thế, điều đó có nghĩa là sức mạnh của ông vẫn chưa tuyệt đối. Cho Lương Cường về vườn để vừa kiêm nhiệm hai chức vừa chống ban bí thư thì khi đó Tô Lâm mới chứng tỏ sức mạnh vô đối của mình. Cho nên Tô Lâm cần củng cố sức mạnh thật vững chắc rồi mới áp dụng mọi biện pháp cần thiết lên phần còn lại và buộc họ phải gật đầu vô điều kiện. Tuy Tô Lâm giành được nhiều thắng lợi quan trọng như đưa Lương Tam Quang vào ghế Bộ trưởng Bộ Công an, đưa Lương Tam Quang cả vào Bộ Chính trị, nhưng đấy chỉ là những trận đấu tranh giành ngã giá rất căng thẳng, chứ không phải dễ dàng mà đạt được. Nếu muốn an toàn trên chiếc ghế Tổng Bí Thư, Tô Lâm cần phải củng cố rất nhiều mới dễ dàng áp dụng luật chơi cho được. Một khi còn vất vả giành giật thì lúc đó Tô Lâm vẫn còn nguy hiểm, thế lực Hưng Yên vẫn chưa phải là vô đối. Tô Lâm hiện nay đang chứng tỏ là con người toàn tính. Ông ta không còn cho mọi người thấy ông chỉ là tướng võ biển như dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng, mà giờ đây ông biết cân nhắc từng nước đi trên bàn cờ chính trị. Việc kéo Trần Lưu Quang về Ban Kinh tế Trung ương là nước cờ có tính toán. Củng cố Ban Bí Thư thực sự mạnh là ưu tiên hàng đầu. Một khi trong Ban Bí Thư mà có kẻ không nghe lời và có kẻ âm thầm phá hoại kế hoạch của Tô Lâm, thì lúc đó ông làm sao đủ quyền lực để mà áp đặt ý muốn lên Bộ Chính trị và Trung ương Đảng cho được. Hiện nay thế lực Hưng Yên là mạnh nhất nhưng vẫn chưa phải là tuyệt đối. Từ chỗ mạnh nhất đến khi thành thế lực vô đối là một quá trình đầy chông gai chứ không hề dễ dàng. Tô Lâm đang sắp xếp lại Ban Bí Thư và Tiểu ban Nhân sự Đại hội. Nếu làm tốt thì Đại hội 14 sắp tới sẽ là bước ngoặt để Tô Lâm đẩy nhóm Hưng Yên lên thành nhóm có sức mạnh vô đối. Bằng không thì Hưng Yên sẽ chững lại và các nhóm khác sẽ có cơ hội trỗi dậy. Công thức thành công của Nguyễn Phú Trọng đã rõ ràng. Có thể nói sức mạnh chính trị của ông Tô Lâm trở thành vô đối đã có bản thiết kế. Việc ông Tô Lâm thực hiện bản thiết kế sao cho hoàn tất. Nếu đi nước cờ chính trị nào thiếu cân nhắc thì rất có thể về sau Tô Lâm sẽ nhận hậu quả khôn lường. Bởi Tô Lâm có nhiều kẻ thù hơn ông Nguyễn Phú Trọng rất nhiều. Nhưng Tô Lâm lại có cái lợi là có công thức sẵn để mà chế biến món, chứ không như ông Trọng phải mất 5 năm đầu đi tìm công thức. Mặc dù vậy, thời ông Trọng đối thủ ít hơn bây giờ. Với ông Trọng, quật ngã Nguyễn Tấn Dũng sẽ thành thế lực vô đối. Nhưng với Tô Lâm, giờ đây phải đối phó với nhiều thế lực, trong đó có thể kể ra như Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Nội, Thanh Hóa, vân vân. Một đối thủ bao giờ cũng sẽ đối phó hơn nhiều đối thủ, thì mức độ khó hơn gấp bội. Đấy là chưa nói đến khả năng nhiều đối thủ có thể liên minh với nhau lại để mà chống lại phe Hưng Yên của ông Tô Lâm. Bài toán của Tô Lâm có phần dễ hơn ông Nguyễn Phú Trọng và cũng có phần khó hơn. Hãy đợi xem Tô Lâm thực hiện những nước cờ tiếp theo như thế nào. Quý vị và các bạn vừa xem dõi bản tin, còn chấp nhận đánh đổi, Tô Lâm vẫn chưa đạt được sức mạnh tuyệt đối. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Liệu Trần Lưu Quang sẽ thành củi hay thành trụ của nhà Tô Lâm? Chuyện ông Trần Lưu Quang được tuyên truyền từ vị trí Phó Thủ tướng sang vị trí Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã làm dấy lên hai luồng ý kiến trái chiều. Có ý kiến cho rằng ông Quang sắp thành củi, nhưng lại có ý kiến cho rằng ông Quang sẽ vào Bộ Chính trị
hoặc sẽ tham gia bán bí thư và trở thành một phần trong bộ khung quyền lực của Tô Lâm. Ý kiến cho rằng Trần Lưu Quang sẽ thành củi dựa vào những dấu hiệu trước đây vì ông Nguyễn Văn Bình và ông Trần Tuấn Anh đã ngã ngựa trước khi kết thúc nhiệm kỳ. Đây được xem là ghế mà ông Nguyễn Phú Trọng dành cho những người đang chờ kỷ luật phải ngồi tạm. Tuy nhiên, ông Tô Lâm có cùng ý định như ông Nguyễn Phú Trọng hay không thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Văn phòng Trung ương Đảng đã đổi chủ thì ắt luật chơi cũng sẽ thay đổi. Ông Tô Lâm khó mà đi lại lối mòn của ông Trọng nếu lối mòn ấy không giúp gì cho quyền lực của ông ta. Thực ra, Ban Kinh tế Trung ương và Ban Nội chính Trung ương là hai ban mà ông Trọng đã tái lập để tiếp giao cho người mà ông lựa chọn. Ban đầu, ông Nguyễn Bá Thanh được giao chức trưởng Ban Nội chính Trung ương, còn ông Vương Đình Huệ được giao chức trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Cả hai ông đều là người được ông Trọng sử dụng, chứ không phải là người mà ông Trọng muốn xử lý. Một thời gian sau đó, ông Trọng mới tống những người chờ xử lý vào Ban Kinh tế Trung ương. Nguồn tin nội bộ cho biết gia đình ông Trần Lưu Quang có ân nghĩa với ông Tô Quyền, là bố của Tô Lâm, trong thời gian ông Tô Quyền vào Nam công tác. Việc Trần Lưu Quang lên chức như diều gặp gió được cho là nhờ có sự tác động của ông Tô Lâm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Khi còn là cánh tay đắc lực của ông Trọng, Tô Lâm đã khéo léo nâng đỡ người thân để tạo nên vây cánh cho mình. Nếu nói xử lý ông Trần Lưu Quang thì cũng khó, bởi ông Quang chưa ngồi đủ lâu ở các vị trí mà ông đã kinh qua. Hơn nữa, nếu ông Tô Lâm muốn xử lý ông Quang thì không cần đợi đến lúc này. Trước đây, ông Tô Lâm có thể xử lý bởi ông có trong tay cả một kho dữ liệu đen của các quan chức từ Trung ương đến địa phương. Những thông tin tiêu cực cung cấp cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương chính là từ Bộ Công an mà ra. Hiện nay, ông Tô Lâm đang cố gắng sắp xếp lại Ban Bí thư và ông cần có thêm người thân tín ở ban này. Theo nguồn tin nội bộ cho biết, ông Nguyễn Hòa Bình đã chuyển sang chính phủ làm Phó Thủ tướng Thường trực, còn ông Trần Lưu Quang thì sang Ban Kinh tế Trung ương, để sau đó Tô Lâm sẽ đưa vào Ban Bí thư, thậm chí có thể vào cả Bộ Chính trị. Hội nghị Trung ương 10 sắp tới sẽ là lúc mà các bên tranh nhau trên mâm quyền lực. Với quyền lực mạnh nhất, át hẳn Tô Lâm sẽ có đủ khả năng để sắp xếp cho thuộc hạ của ông ta vào Bộ Chính trị hoặc ít nhất là vào Ban Bí thư. Điều đáng nói là nếu ông Trần Lưu Quang vẫn làm Phó Thủ tướng, muốn vào Ban Bí thư hoặc Bộ Chính trị thì cần có sự giới thiệu của ông Phạm Minh Chính, vì ông Chính là người đứng đầu Đảng ủy Chính phủ. Còn khi ông Quang trở thành trưởng Ban Kinh tế Trung ương thì muốn vào Ban Bí thư hoặc Bộ Chính trị cần sự giới thiệu của Tô Lâm. Ông Trần Lưu Quang vốn được bố trí thay thế vị trí của cựu Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh trong Chính phủ. Tuy nhiên, ông Quang đã không thể trở thành Phó Thủ tướng Thường trực vì không phải là ủy viên Bộ Chính trị. Như vậy, sau khi trở thành trưởng Ban Kinh tế Trung ương, ông Quang sẽ có cơ hội lớn hơn để vào Ban Bí thư hoặc Bộ Chính trị. Sắp tới, nếu ông Trần Lưu Quang vào được Ban Bí thư hoặc Bộ Chính trị thì có thể kết luận ông Quang là người của Tô Lâm. Hầu như chắc chắn rằng Trần Lưu Quang sẽ không thành củi mà là cánh tay đắc lực của Tô Lâm. Giờ đây, Tô Lâm cần sắp xếp lại Ban Bí thư hơn là dùng Ban Bí thư để xử lý những nhân vật sắp vào lò. Hơn nữa, bản tính của Tô Lâm thích đánh úp, chứ không ít đợi khi đến tội phạm giam lỏng rồi chờ xử lý sau như ông Trọng đã làm. Quý vị các bạn vừa xem bản tin liệu Trần Lưu Quang sẽ thành củi hay thành trụ của nhà Tô Lâm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de